Rồi, ở trong phần hôm nay thì chúng ta sẽ quay sang làm việc với một số các cái đề. Ta sẽ chữa từ đề 1 cho đến đề 3. Trong cái nội dung đề tuyển sinh lớp chuyên tin thì chúng ta sẽ có các cái bài tập liên quan tới chủ đề về số học, câu lệnh dễ nhánh, câu lệnh lặp, kiểu mảng, kiểu sâu và các cái thuật toán cơ bản liên quan tới tính chất số học, các bài tập về quy hệ động cơ bản, các bài toán về phương pháp sinh. Đấy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ sang cái phần đầu tiên, bài tổng dễ đặc biệt. Ở cái đề đầu tiên thì đề gồm có 5 câu. Câu 1 là tính tổng dãy số, câu 2 là xóa các chữ số, câu 3 liên quan tới ước số, câu 4 liên quan tới số nguyên tố, câu 5 là liên quan tới ước chung. Như vậy ta thấy rằng đây là một đề có tính chất là số học. Vậy thì ở đây ta sẽ sang cái phần nào. Chứ có thể xong, đang chưa đề cho. Rồi ta sẽ hướng dẫn cái đề 1, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nào Nghiên Thu à, phía dưới ta sẽ tua nhanh ở cái bài toán này. Ở cái bài toán này thì nó thuộc cái lớp bài toán mà tính tổng của dãy số. Với cái dạng này thì là một cái dạng khá dễ. Trong trường hợp đề bảo như thế nào ta làm như thế đấy. Thì ta có xác định bài toán. Đề này cho gì? Ta có input của bài toán là cho n. Output của bài toán là gì? Thì ta thực hiện là đưa S ra. Vậy thì thuật toán để giải bài toán này như thế nào? Cái lớp bài toán tính tổng này thì ta có một cái cách làm rất đơn giản. Cái bước thứ nhất, ta thay N bằng 1 vào số hạng cuối cùng. Thì khi ta thay N bằng 1 vào cái số hạng cuối cùng, thì cái số hạng cuối cùng này ta sẽ thu được là bằng 2 x 1 bằng 2, cộng 1 bằng 3 sẽ bằng 3, chia cho mở ngoặc. Các bạn trả lời nó sẽ bằng là 3 chia cho mẫu số là 2 nhân với 1 nhân với 2 bình 2 tất cả bình phương. Đấy. Vậy thì khi nhìn vào số hạng này thì các bạn thấy rằng cái số hạng 3 chia 1 chia 2 bình đó chính là số hạng đầu tiên của dãy số. Như vậy ta trả lời được hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, nếu ta sử dụng câu lệnh lặp for để tính đằng này thì vòng for nó sẽ lặp. Từ đó suy ra ta đưa ra một kết luận là vòng for sẽ lặp lại n lần. Đấy. Cái kết luận thứ hai đó là vì cái số hạng này là số hạng đầu tiên của tổng S nên khi đó S của mình sẽ có khởi tạo bằng 0. Như vậy ở bước 1 của bài toán này ta sẽ thực hiện là nhập n. Ở bước thứ 2 ta khởi tạo S. Bước 2 ta khởi tạo S bằng 0. Thế vậy thì ở bước này thì ta sẽ bắt đầu thực hiện cái công việc khởi tạo cái thằng S bằng 0. Và sau đó ta sẽ thực hiện là duyệt y chạy từ 1 cho tới n. Và ta thực hiện tính công việc S của ta sẽ bằng sẽ thêm một lượng là thêm một lượng là bao nhiêu thì các bạn đơn giản nhất đâu có, các bạn thay số, nhìn cái biểu thức cuối cùng này các bạn thay nó bởi giá trị n bởi biến y là được. Như vậy thì ở đây cái số hạng cuối cùng nó có dạng là 2 nhân y chữ cộng 1 2 nhân y cộng 1 chia cho mở ngoặc n nhân mở ngoặc n cộng 1 đấy chia 2 tất cả bình. Như vậy thì ta có nhân với n cộng 1 tiếp. Đấy. Khi đó thì ta thay biến n này bởi biến y. Đấy, các bạn thay tất cả biến n bằng biến y trong biểu thức tính s. Đấy. Khi làm như trên rồi thì ta để ý biến s là kiểu số thực bởi vì nó là tổng của phân số. Vậy thì từ đây thì ta sẽ thực hiện là sang bước 3, ta thực hiện đưa s ra. Đề bài nhìn vào cái file output các bạn sẽ quyết định là ta sẽ cho đưa ra S ra với độ chính xác là mấy chữ số thập phân. 3 chữ số thập phân, ta nhớ fit set precision. Vậy thì ta đã thực hiện xong được các cái bước để giải bài toán này. Vậy bước 1 nhập N, bước 2 ta tính S và bước 3 đưa kết quả ra. Như vậy
Ở phần này thì phần code thì ta có thể lấy luôn bài này để thầy tí tên file nó là file gì nhỉ? A73. Đây ta có công thức tổng quát. Xem nào. Nào giữ tập trung nào. Đây là toàn là theo cách 1. Ô nhìn ra đây là phải làm như này. Nào, đang giờ học đấy nhá. Tìm một cái giải thuật không tối ưu mà hơi khó nhỉ. Ủa? À đây rồi, may quá có ông Tú ông nộp lên đây. Nào, nghiêm túc nha, cất ngay cái làm việc nha. Rồi, ta xem code của bạn Tú. Ta khai báo một cái biến S, rồi biến tổng, nhập số nguyên dương N, cho y chạy từ 1 cho tới N, và thực hiện công việc tính tổng. Tổng của ta cần ép tử số thành ở đây, bạn ép tử số thành 1.0 để cho tử số thành số thực. Vậy thì chỗ này ta phải nhân với 1.0. Lý do ta hay quên 1.0 vì ta không quan tâm đến kiểu dữ liệu. Vậy khi chạy trên thực tế thì các bạn xem ra nó sẽ thấy khác. Đấy, như vậy ta đã tính xong thằng S. Sau khi tính xong thằng S thì ta đưa thằng S ra. Sau đó bạn đưa kết quả ra. Như vậy trên đây là cái bài làm cho cái bài số 1 cho tính tổng của dãy số, bài tính tổng dãy đặc biệt này.